Bên cạnh các hình thức lừa đảo, giả danh cán bộ để gọi điện hù dọa lừa đảo, giả danh người thân nhờ chuyển khoản, thông báo số thuê bao hết hạn để cung cấp thông tin, thì thưa ra gần đây còn xuất hiện tình trạng dẫn dụ truy cập website lừa đảo bằng wifi miễn phí. Đánh vào tâm lý nhiều người có thói quen hỏi mật khẩu để truy cập vào các mạng wifi miễn phí tại các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê, đối tượng lừa đảo sẽ dụ dỗ người dùng truy cập vào website lạ có mã trúng thưởng, nếu tiếp tục truy cập theo chỉ dẫn sẽ dễ dàng bị nhiễm mã độc ẩn chứa vô số rủi ro có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin cá nhân và túi tiền của người dùng. Trước tình hình trên, cục an toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dùng di động cần cảnh giác khi truy cập các hệ thống Wi-Fi mới đặc biệt tại các địa điểm công cộng, bởi khi đó kết nối của người dùng sẽ phụ thuộc vào cài đặt của cơ sở cung cấp Wi-Fi. Trong trường hợp gặp các thông tin lạ, người dùng nên bỏ qua, đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện các giao dịch quan trọng trên các mạng tin tưởng như Wi-Fi tại nhà, ở công ty hay mạng 3G, 4G, từ điện thoại.